Soi kèo West Ham với Tottenham 2 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4 năm 2024, vòng 31 ngoại hạng Anh. Vào cuối tuần qua, West Ham đã để thua ngược không tưởng trong chuyến làm khách của Newcastle dù đã dẫn trước tới 2 bàn. Thất bại 4-3 tại sưu tầm James Park không chỉ ngắt mạch 4 vòng đấu bất bại liên tiếp, mà còn khiến West Ham bị top 6 nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm. Ở vòng đấu 31, thầy trò huấn luyện viên David Moyes tiếp tục phải đối mặt với thử thách vô cùng khó khăn mang tên Tottenham. Nhưng với lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn đủ sức giành được kết quả có lợi. Trái ngược với West Ham, Tottenham đã được hưởng niềm vui trọn vẹn ở vòng đấu vừa rồi. Tuy nhiên, màn trình diễn của Son Heung-min cùng các đồng đội rõ ràng chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm khi mà họ đã phải rất chật vật mới có thể lội ngược dòng đánh bại Luton Town 2-1. Thống kê chỉ ra rằng, đoàn quân của huấn luyện viên Ange Postecoglou đang có phong độ sân khách không hề tốt. Ở 5 cuộc viễn chinh gần nhất, Tottenham đã thua 2, hòa 2 và chỉ giành được đúng 1 chiến thắng. Nhìn rộng ra, Spurs đã chỉ thắng 2 trong 8 chuyến hành quân xa nhà gần nhất. Đó là lý do để nhà đầu tư đặt dấu hỏi về khả năng giành chọn 3 điểm của gà trống trong trận derby thủ đô London với West Ham. Trên thực tế, Tottenham không hề áp đảo West Ham về thành tích đối đầu. Còn nhớ ở lượt đi, Tottenham đã bị West Ham hạ gục ngay tại tổ ấm của mình. Tính xa hơn, Tottenham đã mang về 4 chiến thắng nhưng cũng phải hứng chịu 4 thất bại sau 10 lần gần nhất đụng độ West Ham. Thậm chí ở 3 mùa giải gần nhất, Tottenham đều không thắng West Ham trên sân khách, 2 thua, 1 hòa. Với việc West Ham đang có phong độ sân nhà quá ổn định, chỉ thua 1 trong 15 lần đón khách gần nhất, e rằng Tottenham sẽ phải chấp nhận mất điểm. Tuy nhiên, mục tiêu áp sát top 4 để có suất dự Champions League mùa sau sẽ giúp gà trống thi đấu quyết tâm hơn. Với kèo châu Á Tottenham chấp 0.5, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Tottenham chấp 0.5 full time. Không phủ nhận sự khó chịu của West Ham khi thi đấu tại London Stadium, tuy nhiên thực tế là họ đã chỉ thắng 2 trong 8 lần đón khách gần nhất trên mọi đấu trường. Phía bên kia chiến tuyến, dù chỉ thắng 1 trong 5 cuộc viễn chinh gần nhất song Tottenham vẫn đang thuộc top 5 đội bóng sở hữu thành tích sân khách tốt nhất Premier League. Cụ thể hơn, Tottenham đã thắng 6, hòa 5 và chỉ thua vỏn vẹn 3 trận sau 14 chuyến hành quân kể từ đầu mùa. Trong bối cảnh West Ham đang có phong độ không quá tốt còn Tottenham lại có mục tiêu áp sát top 4, với kèo châu Âu anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Tottenham thắng. Sau 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, West Ham đã chỉ có đúng 1 lần giữ sạch lưới. 4 trong 5 vòng đấu gần nhất ở ngoại hạng Anh có sự góp mặt của West Ham không dưới 4 bàn trận. 5 trận sân khách gần nhất của Tottenham đều khép lại với tối thiểu 3 lần lưới rung, trong đó 4 trận thậm chí còn xuất hiện từ 4 bàn trở lên. Ở thời điểm đôi bên đều đang khát điểm để cạnh tranh tấm vé tham dự cúp châu Âu, trận derby London hứa hẹn sẽ diễn ra cởi mở và bùng nổ bàn thắng. Với kèo tài xỉu 3.5, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 3.5 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số West Ham 2 Tottenham 3. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.